được cái thông tin đây là em tên là Nhật Quy của chú chị đã bỏ lại một chiếc xe. Thì nghe thông tin là em này thất tình gì đó của chú chị, đang thất tình đã bỏ lại chiếc xe và đã dơ mình xuống. Thì người nhà cũng chưa chắc là em Nhật Quy có dơ mình hay không. Mà theo con nghĩ một ngày nó kiếm chưa thấy đâu, tại vì mới chưa giáp cử. Chưa giáp cử. Không, mà nếu mà hôm qua thì bữa nay giáp cử rồi. Nhưng mà điện thoại có nó máy không xuống điện thoại người nhà có điện thoại. Không, không. Thế ra mình cũng không hỏi người nhà về cái vấn đề đó. Đi hỏi ông già nó không là nó bị đục cơm, nó 21 tuổi thôi chứ mình không hỏi gì đâu tới người ta. 21. Trời ơi. Như là cái thằng đó nó không có mình nó ơi. Cái đó coi như có chợ chú. Ở đâu là chú? Ở Dòng Chơm Bến Tre. Còn thấy báo đưa lên là bãi số xe ở Bến Tre này. Đúng rồi, Dòng Chơm Bến Tre là phải rồi. Dòng Chơm Bến Tre. Nhưng mà giờ người nhà nó cũng chưa có chính xác là khẳng định là có nhảy cầu hay là không thôi. Yeah. Nhưng mà người ta cũng đi kiếm là đi kiếm cầu mai coi có hay không. Dạ, yeah. Mà bỏ lại chiếc xe, bỏ chiếc xe trên cầu á. Tại tôi thấy có một chiếc xe trên cầu. Đúng. Nhưng mà biết có nhảy hay là không. Đây là dựng hiện trường giả cũng không chừng nữa. Đây là người nhà bây giờ cũng chưa xác định được. Chưa xác định được. Như là mình tắm lên. Cái đó mình không chính xác được, biết là chính xác như thế nào mình không có nói được. Bây giờ cái tình trạng mà dựng hiện trường giả nhiều lắm. Yeah. Rất là nhiều. Vậy là sáng nay là người nhà cũng đang thuê ghe đi tìm chú. Đó, muốn nãy chiếc đò đi treo cây cờ đó. Dạ. Yeah. Đi vòng sông kiếm. Giờ muốn một ngày đi kiếm một ngày, có gặp thì không thôi. Nếu thật sự ngày hôm qua thì tới buổi chiều thì hôm nay mới giáp cử, mới tìm mà mới thấy được. Thì nó cũng nổi lên mệt nó. Giá tỷ bây giờ nó nổi rồi bắt đầu nó mới chìm lại. Dạ. Chìm lại là hai ngày sau nó bắt đầu nó bung, phát lên luôn đó của mình. Nó mới xình lên. Thì là người nhà sáng mướn mấy chiếc ghe chú? Có một chiếc đò. Dạ. Thì ở đây người ta đang có mặt bến đò Tân Long hay của chú chị bên thành phố Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho của chú chị. Thì người nhà cũng đã thuê một cái chiếc đò đang đi tìm kiếm. Thì mình vừa xuống tới đây thì người nhà đã thuê đò đã đi tìm của chú chị. Một lát nữa thì mình ta sẽ gặp trực tiếp người nhà và ghi hình gửi của chú chị xem, thì mời của chú chị xem tiếp đó sao không nè. Chào mừng của chú chị trở lại kênh YouTube Pinter TV. Thì nãy mình ta cũng gặp người dân, nói chung là gia đình đã thuê một chiếc ghe đang đi tìm kiếm em Nhật Quy 21 tuổi của chú chị. Đây là chiếc mặt hình của chú chị, đây là chiếc ghe thì người nhà đang chạy đi tìm kiếm. Cũng có một số anh em của mình ta thì cũng đang ở trên cái ghe đang đi tìm kiếm của chú chị. Đây. Một số anh em của mình ta đang ở trên đó. Thì ghe thì rất là nhỏ, anh em đi không hết của chú chị nên anh em ở trên bờ không có đi nhiều. Có thể một lát nữa thì mình ta cùng với các anh em chung là sẽ thêm một chiếc ghe hay là hai chiếc gì đó thì đi tìm kiếm hỗ trợ cùng với gia đình của chú chị. Thì ghe này cũng hơi nhỏ anh em, thì người ta cũng sợ đi không hết, không có dám đi nhiều.
nên anh em ở trên bờ thì số anh em đã xuống ghe rồi. Thì nè, nhận được cái thông tin đây là em tên là Nhật Quy của chú chị đã bỏ lại một chiếc xe. Thì nghe thông tin là em này thất tình gì đó của chú chị, đang thất tình đã bỏ lại chiếc xe và đã dơ mình xuống. Thì người nhà cũng chưa chắc là em Nhật Quy có dơ mình hay không, có thể là một cái hiện trường giả để em này để dựng lên. Thì xe cộ thì bỏ trên cái cầu, thì người nhà đã mất tích, con của mình thì cũng đã thuê chiếc ghe từ trước, có một cái cây cờ cũng đã, đây cờ phước đã treo để đi tìm kiếm, mua bông hoa trái cây, hiện tại đang cúng, đang cúng cầu nguyện nếu mà em có linh thiêng thì nổi lên để gia đình đem về làm hỗ sự. Thì người nhà mất con ngày qua nay thì của chú chị thì đã thuê chiếc ghe đang đi tìm kiếm. Và có thể hy vọng mà không phải là em trai này để bỏ là một chiếc xe và đã đi đâu đó. Nói chung là anh em đây cũng hy vọng là không có phải là em Nhật Quy nghe, của chú chị có thể bỏ lại chiếc xe của em này đi đâu đó đi. Không hy vọng là em đã dơ mình xuống. Thì người nhà đã mất tích, con của mình đã mua bông hoa trái cây và cầm thêm một cờ đang đi tìm kiếm. Cũng vừa cúng xong rồi cô chú chị bây giờ cứ chạy vòng vòng để đi tìm kiếm. Mấy anh em của mình đang ở trên kênh ghe của chính trị. Thì anh em gặp người nhà, nếu cần sự hỗ trợ của các anh em thì anh em sẽ thuê chiếc ghe phụ hỗ trợ tìm kiếm tại cái đầu sông này rất là lớn. Nếu một chiếc ghe cái này đi tìm rất là khó khăn của chú chị, để được nhiều chiếc, mỗi người đi một bên sông, một bên Bến Tre, một bên Tiền Giang để mình hỗ trợ tìm kiếm dễ hơn. Còn như có một chiếc thế này mà sông thì rất là lớn. Ngày hôm qua thì nước lớn thì nước đổ vô, còn bây giờ nước cạn thì bây giờ không biết là em Nhật Quy này cách trôi về khu vực nào cũng chưa biết, thì cũng đi tìm cái một hướng là đang nước cạn thì chạy vòng qua cồn Phụng của chú chị. Mới có một chiếc ghe của chú chị ơi. Ai có thể đăng video này thì được cô chú có thể, ai làm thiện nguyện có thể cùng hỗ trợ tìm kiếm cùng với gia đình ạ. Và đăng video này thì được nhiều cô chú thấy, có thể cùng hỗ trợ tìm kiếm cùng với thân nhân gia đình. Và nhờ cô chú, ai đi trên đoạn sông này có thể phụ tìm kiếm và nhìn hai bên bờ sông. Nếu mình không có chia sẻ video này thì bà con đi tàu biển đánh bắt thì không có thể thấy được. Mình đăng video này để nhiều cô chú thấy, để phụ hỗ trợ tìm kiếm cùng với gia đình. Thì đa số đoạn sông này thì mỗi vụ việc xảy ra là từ 2 đến 3 ngày mới phình lên được người dân phát hiện của chú chị. Thì đoạn sông rất là lớn, chỉ có một chiếc ghe của gia đình đi tìm kiếm rất là khó khăn của chú chị. Và hy vọng có thể đăng video này được nhiều người nhìn thấy và thể liên hệ với số điện thoại của anh em trên kênh cũng như là cơ quan gần nhất của khu vực bà con đang ở. Đây là nhiều vụ xảy ra, đa số là nổi lên của chúng chị, người dấp cử nổi lên thì mới tìm được thôi. Tìm kiếm trong thời gian này cũng rất là khó khăn, nếu mà em này chưa có phình lên thì cũng hơi khó tìm kiếm. Giờ ghe đã đi hơi xa của chúng chị,
sông như thế này mà có một chiếc ghe đi tìm kiếm rất là khó khăn, cũng cần sự trợ giúp chung tay của cộng đồng cũng như bà con đi tàu biển đánh bắt như là ghe cào tại khu vực Bến Tre thì bên Tiền Giang sẽ hỗ trợ phụ tìm kiếm cùng với gia đình này. Nghe thông tin thì các anh em của Mentor vừa chia sẻ trực tiếp trên đường line gặp thân nhân gia đình, thì em này tên là Nhật Huy, 21 tuổi, đã bỏ một cái chiếc xe trên cây cầu. Thì em cũng khoanh là em này bị người yêu bỏ nên buồn rầu tức tình và kết thúc đời mình trên cái cầu gạch miếu này. Thì người nhà thì cũng chưa tin đó là sự thật, hy vọng em Nhật Huy bỏ lại một chiếc xe và em này đi đâu đó đi phải cho gia đình. Thì thấy một chiếc xe đó bỏ trên cầu thì có thể người nhà đã thuê ghe đang đi tìm kiếm, không hy vọng là em này đã bỏ tất cả lại sau lưng và để ghe mình xuống. Hy vọng là không phải là em Nhật Huy, em đó chỉ bỏ lại một chiếc xe và em này buồn rầu và em này đi đâu đó đi, hy vọng là như vậy. Người nhà thì thấy mất con thì bỏ lại một chiếc xe trên cái cầu gạch miễu, thì người nhà đi thuê ghe, người nhà đang đi tìm kiếm. Hên xui nếu mà em này đã kết thúc ở mình như vậy thì có thể em này phình lên ngày hôm qua, thì ngày hôm nay có thể giáp cử thì em này sẽ nổi lên. Và hy vọng không phải là em Nhật Viên chú chị.